Nhờ con thưa sư phụ là như mình tu câu thoại đầu thì khi mình chết mình mới kịp chứng tánh, là còn sống chứng tánh được. Bây giờ á, nói cái nhân quả ha, cái nhân gì thì được quả nấy. Bây giờ á, cái tổ sư thiền là vô Phật Thích Ca Đích Thân truyền ha, là cái tháp thiền trực tiếp. Là bây giờ mình tham cái tổ sư thiền là giao cái chánh nhân rồi, giao chánh nhân á thì sẽ được chánh quả. Chánh quả là tu kinh thành Phật, là kinh tự do tự tại mà giải thoát tất cả khổ đó, đó là cái chánh quả. Chánh nhân là giao thì chánh quả nó sẽ đến. Bây giờ á, đừng có nói mình mà còn tham tôi chết ra không biết còn bao nhiêu năm nữa ha. Bây giờ giáo cho năm bữa nay tham mà ngày mai chết, nhưng mà chánh nhân đã giao rồi thì chánh quả cũng phải đến. Mặc dù mình chỉ có tham có một ngày à, nhưng mà đã giao được chánh nhân thì kiếp sau á, do cái chánh nhân này á để được tiếp tục. Để được tiếp tục tham tới chừng nào mà mình chân tánh thành Phật, giải thoát tất cả khổ, được cái chánh quả. Chỉ có một ngày cũng là có giao chánh nhân rồi. Cũng là mà còn không biết thêm mấy năm nữa. Thì giáo cho mà chưa chân tánh đâu có sao. Cũng như Ngài Lai Quả nói đó, nếu mà mình á, quyết tâm tham á, tất cả giữ được cái nghĩa tình thì cái phiền não là không có rồi. Giữ được một tiếng đồng hồ thì tiếng đồng hồ này không có phiền não, giữ được một ngày thì ngày nay không có phiền não, giữ được một tháng thì tháng này không có phiền não. Chứ khỏi càng chân tánh cũng là giúp được cái phiền não rồi. Thì á, không có phiền não thì không có khổ rồi á. Đâu phải là đợi tới chân tánh mới hết khổ đâu. Cho nên á, mình chỉ cần lo mình tu. Thì á, mình tùy cái duyên ha. Tùy cái duyên mà theo cái nghiệp duyên của mình á thì được cái nghiệp quả đó. Bây giờ á, tôi nói cái sự thật á, cái vật cụ thể á, ở trong lịch sử thiền tông á, cho đến bây giờ á, cái từ điển á, chữ Hán á, cũng có cái tên mà Huỳnh Đình Cơn á, Huỳnh Đình Cơn đó, pháp danh là Sơn Cốc á, cái là lời nhà Đường. Lời nhà Đường đó, sau này á cũng tham thiền chân tánh á, ý là lại cái quan chức y là làm tới thượng thư á, tức là bằng bộ trưởng bây giờ đó. Bằng bây giờ gọi là bộ trưởng đó, hồi xưa gọi là thượng thư đó. Cái Huỳnh Đình Cân à, hồi 26 tuổi á thì được mà làm huyện trưởng, làm huyện trưởng á. Cái huyện trưởng ở Trung Quốc á, một cái huyện á
có thể bạn ở Việt Nam là cả chục tỉnh đó. Thì 26 tuổi là làm huyện trưởng. Mà bữa đó ở chỗ Vinh huyện trưởng á ha, ăn sinh nhật á, bữa trưa ăn xong rồi ngủ trưa á, thì chim bao mà thấy một mình mà đi ra ngoài không có vệ binh đi theo á ha, rồi đi một cái đường nhỏ đi tới cái làng á, thôn quê á, thì gặp một bà già ngồi vô ăn cơm. Rồi á, ăn xong á, thì từ giả đi về, cái thức dậy thì cảm thấy sao mà cái chim bao này sao mà thấy giống như thật vậy. Cũng như mà cái miệng còn có dính cái mùi đồ ăn nữa. Cái muốn để thử coi nó phải mà có thiệt hay không á ha. Thì cũng một mình, không có ai biết, không có vệ binh đi theo ha. Theo cái đường mà họ chim bao á, thì cũng có cái đường đó mà cũng đi tới chỗ cái làng.